Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình drop nhận 25 đồng coin có tên là Misa nha các bạn. Thì chương trình drop này còn 5 ngày nữa kết thúc. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mở link form các bạn. Thì chương trình drop này nó chỉ random cho 1000 winner may mắn thôi các bạn. Rồi, thì bạn nhấp vào tôi phải cái máy nè. Rồi bấm continue nha các bạn. Thì các bạn tham gia để kiếm cho mình một tấm vé nha các bạn. Rồi. Sau đây các bạn làm nhiệm vụ thôi các bạn. Rồi các bạn điền full name thì ghi họ cho tên mình thôi các bạn. Tên gì cũng được xem. Rồi quan trọng là email của các bạn nè các bạn. Nếu nó có yêu cầu mã giới thiệu thì các bạn điền giúp mình là anh 4 số 1 nha các bạn, còn không có thì thôi, bạn bấm vào enter replay. Rồi tiếp tục thì các bạn follow Twitter nè các bạn. Đồng coin này rất là tiềm năng nha các bạn. Một khi các bạn trúng nó khá là ngon, bấm theo dõi nha. Rồi các bạn điền lại username tại Twitter của mình @vnn9, bấm I am follow, tiếp tục các bạn like và tại tweet nữa nè, toàn like nè, còn tại tweet nữa thôi nha bạn, khỏi cần trích dẫn ba người bạn. Rồi các bạn điền sell link tweet. Ok, nó kêu sao lên người quýt thì mình là tôi quýt rồi các bạn. Các bạn like và chích dẫn tôi quýt tăng 3 người bạn vào các bạn. Các bạn quan tắt tắt lại đi. Rồi các bạn chích dẫn là tôi quýt tăng 3 người bạn mình vào nè. Bạn tôi quýt nè. Sau đó các bạn mở Twitter mình ra nha các bạn. Đâu rồi ta? Rồi các bạn nhấp dẫn meta, nhấp dẫn một hồ sơ mình nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài comment tôi quýt nè. Nhìn sao chép liên kết gửi vào lưng phong này nè. Tài ơi, rồi các bạn bấm vào I am request nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào kênh Telegram của nó nè các bạn. Rồi các bạn join vào, các bạn nào chưa join thì join vào, mình join xong thì bắt up nè. Nhấp vào ba anh cùng vào setting copy cho em mình nè. Gửi vào link phong này nè. Rồi các bạn bấm vào icon channel luôn. Rồi tiếp tục cho anh kênh chat nữa nè. Rồi tiếp tục các bạn cũng bắt up bên đây các bạn. Các bạn dán cái username Telegram mình nãy nha các bạn. Rồi ta. Rồi các bạn bấm vào icon channel tiếp tục nè. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ bên bi sờ mát trên bếp 20 chính chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Mình sao chép dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm vào confirm nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chỉ lấy link ghép chia sẻ trong bè những người thân để kiếm thêm tăng cơ hội win của mình nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.